Vâng, và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hiện tại thì mình có tổ chức một cái giải đấu dành cho 8 thành viên ở trong cái clan của mình. Mình đã chia ra được 4 cặp ở 4 bảng ABCD. Hiện nay thì sẽ là cái lượt đấu ở cái bảng A giữa bạn Linh và bạn Đạt. Bây giờ mình sẽ tạo phòng để mời hai bạn này vào. Cái giải đấu này thì sẽ là cái giải đấu solo tàu khu trục. Tất cả các thành viên sẽ phải tham gia cầm tàu khu trục và sẽ đi đấu bằng tàu khu trục. Những cái vật phẩm cấm thì mình đã nhắn gửi cho các bạn rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ đọc ID để cho các bạn vào. Về cơ bản thì những cái vật phẩm cấm thì cũng không có gì quá là đặc biệt cả, chỉ có là như Zikon hay X51. Có những cái vật phẩm mà có thể bắn được trên không như là S500 hay là RIM161, RIM174 thì sẽ đều bị cấm. Bạn Tư Mã Ý thì có cái nickname rất là hay, bạn này là bạn Đạt. Còn bạn Linh có cái nickname là Finanpost. Và như vậy là bạn Đạt đã quyết định cầm RF Admiral Musakov. Cái map thi đấu của cái trận đấu này thì sẽ là thành phố bị lãng quên. Cái này thì mình có nói với tất cả mọi người ở trong nhóm, đó là map thi đấu thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên và mình sẽ không cho bất kỳ một thành viên nào biết. Đến khi nào họ vào phòng thì họ sẽ nhìn thấy thôi. Như vậy là bạn Linh đã vào và sẽ bắt đầu ngay với cái trận đấu này, trận đấu solo tàu khu trục. Đó là Tư Mã Ý là bạn Đạt và Finanpost là bạn Linh đẹp dài. Chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu ngay lập tức. Vâng, và như thường lệ thì mình sẽ phải kiểm tra cái trang bị của hai cái bạn này để xem có mang phải những cái vật phẩm cấm không. Nava Mona. Nói chung là những cái vật phẩm này rất là ok thôi, không có vi phạm bất kỳ một cái gì. Không biết là Trọng Đạt anh ta có nhìn thấy cái gì không mà anh ta bắn từ rất sớm. Rồi bên phía của Linh Nhập Giai. Vâng, Linh Nhập Giai thì cũng toàn đồ giống như bên của Trọng Đạt thôi. Khác mỗi con trực thăng, một bên là bóng ma đen, một bên là BKZ-19. Cái này thì con Lider này sẽ có cái phần nó lợi hơn một chút, bởi vì là cái chất tàu của Lider thì chất nó thì cái tàu tàng hình, nó sẽ có hiện trên radar. Nhưng mà ở cái map này có phải như Trọng Đạt đã nhìn thấy rồi, bắn rồi. Và khá gắt, như vậy là Lider mất gần nửa cây máu. Có mụ A không? Bắn rất đau. Rồi, bây giờ đến lượt của Linh. Linh đẹp dài phản công rồi. Bên nào chết trước? Dính máu. Vâng, và như vậy là chiến thắng thuộc về bạn Linh đẹp dài. Theo những gì tôi nhìn thấy thì Linh đẹp dài là người tung quả kết liễu cuối cùng. Sau đó thì bạn Linh cũng phải chìm xuống, nhưng mà tính theo luật thì ai là người chìm xuống trước thì người đó sẽ thất bại. Và như vậy thì trận đấu của chúng ta đã kết thúc. Đây là cái bảng đấu ở cái cặp đầu tiên của bảng A. Phần thắng sẽ thuộc về bạn Linh Nhập Giai. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các anh em ở trong những cái cặp đấu tiếp theo của bảng B, bảng C và bảng D. Còn bây giờ thì xin chào.